hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một cái sản phẩm mới và mang thương hiệu của Danco, đó là về hệ thống quần short và quần dài top, anh gọi là quần mặc công sở cũng được. Thì đây là cái sản phẩm mới của Danco, nên là Danco rất chú trọng đến, thứ nhất là về hình thức màu sắc, thứ hai là về form dáng, nó rất hợp với người Việt Nam mình. Chứ không như những hãng khác khi mình nhập về thì đôi khi là chiều dài thì vừa, nhưng mà cái đúng lại rộng. Ở đây nó may hoàn toàn là thiết kế và dựa vào cái form của người Việt mình, nên là tất cả những cái form dáng hay là về độ ôm bó nó rất là vừa là phù hợp với người Việt Nam. Thì cái độ điểm nổi bật của cái dòng quần short và quần dài công sở này, đó là về cái ưu việt về chất liệu của nó. Thì tất cả cái chất liệu của quần kaki này nó hoàn toàn là 97% là cotton cộng với 3% sợi spandex. Thì các bạn cũng nên nhớ là cotton nó là như thế nào và tác dụng của cotton là gì, và spandex cũng thế. Thì đầu tiên cái chất liệu cotton nó hoàn toàn nó là chất liệu tự nhiên, nó được làm nên từ những sợi bông, nên là khi mình mặc cái quần kaki này, mình đi làm mà không sợ, hay là mình mặc đi đánh golf thì mình thường là mình sẽ mặc cả ngày, chứ không như là như thể thao là mình chỉ mặc 1-2 tiếng rồi mình bỏ. Nên là khi mình mặc cái trong thời gian dài như vậy thì đòi hỏi nó cái chất liệu này nó mang lại, đó là sự thoải mái và sự mềm mại, nó luôn luôn tạo cảm giác thoải mái khi mình mặc trong thời gian rất là dài. Và đặc biệt là những khi mà mình đi đánh golf, thời tiết nóng, hay là mình đi họp hành ấy, xong cái mình ngồi rất là lâu, thì cái chất liệu này nó mang lại cái sự thoải mái, đặc biệt đó là sự mềm mại khi mình mặc. Cái thứ hai đó là cái chất liệu spandex. Spandex này nó là cái chất liệu, nó là 3% là nó là cái sợi chun, nó được ghép vào trong mấy cái lồng ở trong những sợi vải, thì nó là sợi chun nên là nó có độ co giãn rất là tốt. Thì khi mình mặc, đặc biệt những người mà đánh golf hoặc là người họp ở văn phòng nhiều hay đứng lên ngồi xuống, thì nó có độ co giãn, nó tạo sự thoải mái. Và đặc biệt là khi mình mặc nó thi spandex, nó hạn chế về độ nhăn, kể cả là khi mà giặt máy hay là mình không quần là qua, thì cái quần kaki này khi mình càng mặc càng giặt lên thì nó càng cái vải rất là lì, và đặc biệt là nó không bị nhăn. Và cái một ưu điểm nữa đó là khi mà cái quần kaki này mình phơi nó sẽ rất là nhanh khô. Đấy, nó không như những cái quần mà cái chất liệu vải bình thường là khi mình giặt mà mình phơi trong điều kiện mà nó không được nắng thì cái vải sẽ bị hôi hoặc nó sẽ bị ẩm mốc. Nhưng cái chất liệu vải của Danco này thì các bạn yên tâm, khi mình mặc trong cái điều kiện mình phơi nó sẽ thoát nước nhanh, và hai là nó không bị hôi khi mà mình phơi trong điều kiện không được gặp nắng. Và với hai nhóm sản phẩm bây giờ Danco đang bán rất tốt, và đặc biệt trong tháng 11 này thì Danco đang sale 50% để thúc đẩy cái sản phẩm mới Danco vào thị trường một cách tốt hơn.